Quái có hình miến vong gì đâu phải quái một cái. Bữa đưa lên nhìn mấy cây Đấy, trên yêu. mạng nó cũng chả ra gì, nó đòi giá cao mà mình đi nó trả bèo quá. 15 chai làm gì? Có tiền mà. Đúng. Đại gia mà chơi trả vậy thôi chứ làm gì? Còn mấy tháng được trong không bên nó lên nó thích lắm nó vào Nó trả được nhiều. nó chia nhau trả nó vào ít bên nó lên nó giới thiệu thằng khác nhiều thì dễ sợ mất hồn. Cái này nó năm nó chín được 2 lần đâu, nó cứ ra trái cỡ không liên tục nữa cứ nó dùng nữa này xong rồi ít bữa nó ra rồi nhá cứ hết nó ra nó nóng tình mày lứa ạ năm thì ba bốn lần mấy cây này trưng chủ yếu Tết chứ còn ngày thường thì cũng không quan trọng lắm. Đại gia mà ăn Tết nó mới cầu sung túc. Đúng không? Tết năm nào sẽ có. Cái này thì quanh năm. Quanh năm. Có nghĩa là hết hết ra hết ra. Có tiền thì nhất tiền nào cũng thấy có cả. Tết mắt vô thắp nhang trong bàn thờ nhá. Sung thì thơm phết nhỉ. Thơm lưng mặt nhỉ. Mà, sung mặt mà. Thơm kinh khủng luôn. Nó thằng mấy thằng không mua được mà còn bày đặt cái kiểu xúi mình phá rễ đi kêu gì rễ rễ của anh nhiều quá người ta không thích chơi mẹ nó chơi cái cảnh gì yêu chơi bộ rễ với lại mấy thằng vừa mà né mà trong bầy cũng phải dần chơi ông nó dần cò cái chả chả kiểu đấy chả dần cò rồi mấy thằng ấy bị cò cò xong bắt đầu nó ấy. Nè mà thằng nó vào đưa lên cái trắng nào rồi nó trắng ráo bản cái trắng mờ ai mờ cái thấy liền á. Mở thấy liền cây này gõ ra là thấy liền luôn ấy, thấy video trực tiếp luôn ấy. Mà sao ông hướng vào cái ông tưởng vào cái trắng là khó tìm. Khó tìm cái gì chẳng qua không biết tự gõ từ khóa. Gõ từ khóa chứ không phải vào là vào cái chọn cây video á. Nghe ông rồi. Nó có nhiều cái chương trình hình ảnh mà tìm kiếm bằng hình ảnh là tìm kiếm bằng coi như là bằng thông tin thông thường hình ảnh rồi thì video mới này tức đưa lên video mà mày bày chê gì nữa thế được cái này thì nó đừng đừng đâu nó quái quái nguyễn là một cái quái nguyễn phú phú nguyễn nhà cái tản tổ này vào đó mà. Chắc sắp tới bữa nay quay luôn cả cái vườn của Hướng luôn luôn đưa lên xem thằng nào kết được cây nào. Tầm khoai bán lắm. Hướng thì khoai trời và tầm khoai bán bây giờ cái phong trào chơi cảnh nó cũng hết rồi cây nào mình cây này cây ngon chơi. Mặc dù là nó không thành phong trào nhưng mà chơi cây này cũng phải có giá của nó. Không mình để mẹ chơi.